Xin chào các bạn, bản tin Cbiz ngày 5 tháng 8 năm 2024, hình ảnh Bạch Lộc, Tăng Thuấn Hy cùng đoàn phim Lâm Giang Tiên đã hoàn thành ghi hình và đóng máy, hẹn phim lên sóng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.